Có Tự Do Lo. Ngày hôm nay em trai sẽ review cho anh coi một buổi tiệc tại Tự Do nhé. Đầu tiên, các anh sẽ được tư vấn chọn vị trí phù hợp, ví dụ như đây là tiệc 100 khách và bao chọn phần sân ngoài trời tại Nguyễn Văn Tuyết. Tiếp đó là lên menu theo ngân sách của khách hàng yêu cầu, đủ từ các món khai vị, món phụ, món chính. Sau đó là chốt các hạng mục hỗ trợ như backdrop, màn led cũng như là các hạng mục khác như loa, mic trên sân khấu. Sau khi chốt các hạng mục thì các anh chỉ cần yên vị, còn đợi có Tự Do Lo tất nhé.